tí nữa mình sẽ làm nhanh để mình làm qua assignment 2 nha. Như vậy thì trong cái bài assignment này chúng ta ôn tập thì chúng ta sẽ ôn tập được khá là nhiều thứ. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài assignment ha. Rồi, chúng ta tạo cái project mới. Các bạn tạo cái project mới ở đây. Thầy thường hay tạo project theo cấu trúc của thầy là số thứ tự trong lớp, rồi mã số sinh viên, rồi tên, rồi assignment. Thầy để là assignment final luôn đi ha. Rồi, trong thư mục Java. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái menu. Như vậy thì menu các bạn có thể viết ở một cái class riêng. Các bạn cũng có thể viết ở trên cái phần main cũng được. Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ viết ở trên phần main đi ha. Rất là quen thuộc. Thì chúng ta viết phần main. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái chương trình về menu ở đây. Như vậy menu thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc gì đấy? Do while. Quen không? Nghe cái này quen không? Lặp đi lặp lại. Mình sử dụng do while. Được không? Rồi. Chỗ này thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến scan. SC bằng new scan. Mở ngoặc system chấm in. Quen không nào? Rồi, chỗ này nó báo là đang bị thiếu import. Chúng ta import nó vào, hết lỗi. Xuống đây, chúng ta sẽ hỏi là có tiếp tục không? Bạn có tiếp tục không đúng không? À, xuống đây thì chúng ta sẽ chỗ này tùy 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 theo giáo viên. Có giáo viên chỗ này là để trêu luôn, tức là quay đến khi nào kết thúc á, thì mình break. À, mình break, mình thoát ra. Mình còn không á thì thì các bạn sẽ kiểm tra chỗ này bằng một ký tự không, đúng không? Bằng ký tự không, tí nữa mình sẽ xử lý tiếp, tạm thời mình để như thế. Như vậy thì cái vòng lặp của mình sẽ xuất ra cái chuỗi này, cái chuỗi trong trong cái bài assignment. Mình mở assignment lên. Đây mình có 9 yêu cầu. Ừ. Đó, mình có 9 yêu cầu. Thì mình đưa chín cái yêu cầu này lên rồi bắt đầu mình viết dần dần chín yêu cầu ha. Thứ nhất, yêu cầu 1, rồi system out. Yêu cầu 2, đó chúng ta cứ viết dần dần nhé. Copy ra. Yêu cầu 3 4 5 6 7 8 9. Được chưa? Yêu cầu 4, yêu cầu 5, các bạn online có nghe được không mấy bạn? Ừ rồi, ok, thầy cứ làm nha, chỗ nào không hiểu thì dừng lại hỏi nha, chứ mấy cái này thì
Có một số bạn thì rất là dễ, có một số bạn thì khó. Cho nên là chúng ta sẽ không có đi quá chậm. Rồi chỗ này chúng ta sẽ bỏ bớt chữ Y đi, tức chúng ta sẽ chọn số 1 là việc gì, chọn số 2 là việc gì, số 3 là việc gì. Đó, rồi. Đó là menu mà. Như vậy thì thường đối với thầy, thầy sẽ sử dụng cái cấu trúc là có số 0 là để thoát chương trình. Thoát chương trình. Đó, thường là như thế. Tại vì sao? Thầy không thích để cái số cuối. Tại vì số cuối này, nếu mà thầy để thoát là số 10, vậy thầy thêm chức năng thì thầy phải thay cái thoát thành 11. À, như vậy mình thay đổi liên tục nó rất là mệt. Được chưa? Rồi, sau khi mình xuất được cái menu xong thì nhiệm vụ của mình là sẽ hỏi người ta chọn chức năng nào. Như vậy chỗ này mình sẽ yêu cầu người ta là chọn chức năng. Hả? Xóa là sao? À. Rồi, ok. Bây giờ tí nữa thầy sẽ không xóa LN, em sẽ thấy nó khác. Để được. Ok. Đúng rồi. Khi mình nhập mà nó xuống dòng nhìn nó kỳ kỳ. Nhìn cho nó gọn thôi. Nó dễ chịu thôi. Rồi, mình sẽ có một cái biến chọn ở đây. Ha. Mình khai báo một cái biến chọn ở trên này. Chọn. Rồi xíu đây, mình gán biến chọn vào. Sẽ bằng. Chỗ này các bạn sử dụng cái ép kiểu để cho nó tránh bị trôi lệnh luôn nha. Biến chọn của mình là kiểu in thì mình sử dụng cái integer chấm bạch in. Cái nhập của mình là sc chấm netline. Các bạn có thắc mắc gì chỗ này không? Thắc mắc không? Chọn bằng. Mình hỏi là chọn chức năng. Chọn chức năng. Rồi, sau khi mình có chức năng xong thì bắt đầu mình sẽ switch cái gì? Chọn. Và switch thì xuống đây mình sẽ case. Tất nhiên là số 0 đúng không? Đó, case 0 làm gì? Vậy thì mình sẽ đưa hết tất cả mấy cái này xuống đi. Đó, xuống đây mình làm cho nó nhanh. Case 0 của mình làm gì? Case 0 của mình thì mình chọn thoát chương trình. Sau đó mình break. Như vậy nó đã thoát được chưa? Nó đã thoát được hay chưa? Vậy mình muốn thoát được á thì chỗ này mình sẽ kiểm tra chọn của mình. Nếu như mà nó bằng không thì thoát hay là tiếp? Bằng không là thoát, mình đang làm cái chương trình bằng không là thoát. Vậy nếu như mình chọn bằng không đúng hay sai? Nếu mà mình nhập vô đây nè, chỗ này gọi chọn integer, giả sử chỗ này thầy nhập số 0, vậy là mình đang muốn thoát đúng không? Nhưng mà chọn bằng bằng không tức là chỗ này cho kết quả là gì? Nếu không bằng bằng không thì cho kết quả là gì? True. Không bằng bằng không thì cho kết quả true. Vậy đúng thì cái vòng lặp while này là thoát hay là quay lại? Quay lại. Nhưng mà mục đích của mình là thoát. Được chưa? Vậy thì mình sẽ làm sao? Phủ định cái việc đúng này đi, chuyển cái đúng này thành sai thì dùng dấu gì? À, dấu khác. Nếu như khác không thì quay lại, còn bằng không thì thoát. Vậy ở đây thầy nhập vô chọn bằng không thì chỗ này không bằng không, không không bằng không, đúng hay sai? Không khác không, đúng hay sai? Sai. Sai thì
thì chương trình nó sẽ thoát. Đó là mình đã xử lý được cái việc là khi nào thì thoát nha, mình đã xử lý được việc này rồi. Tiếp tục mình xuống mình key tiếp theo một, key một thì mình làm gì, mình xuất cái này ra. Bây giờ mình mới làm cái dạng này là assignment một nha, mình xuất cái này ra rồi xuống tiếp tục mình break chỗ này, break tương tự cây 2 rồi mình xuất cái này và mình cũng break. Các bạn làm tương tự nha. Ba bốn, như vậy các bạn viết một cái bài như thế này để lấy điểm của assignment một có quá khó không? Khó không? Được chưa? Như vậy mình ôn tập ở đây là rất là cơ bản rồi đúng không? À, 6. Lấy điểm mà xây mình một dễ không ta? Dễ không mấy đứa? Mấy đứa làm mà xây mình một xong được công bố mấy điểm rồi? Bao nhiêu điểm nào? 10 điểm hết không? Rồi. Chấm phẩy 9 2 chấm. Rồi còn gì nữa ta? Đến đây đủ chưa? À thì chỗ này các bạn đến để default vô đây. Default thì làm gì? Default thì làm gì? Chúng ta sẽ thông báo ra một cái câu. Chắc chắn là người ta sẽ chọn những chức năng khác từ 0 đến 9. Thì mình có thể thông báo là chức năng bạn chọn không có. Rồi. Mời chọn lại. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái bài assignment 1. Phần này cũng chưa có được tốt lắm, bởi vì assignment 1 sẽ yêu cầu chúng ta viết các cái phương thức để gọi. Thì ở đây là chúng ta đang làm khoảng cỡ 6 điểm, 6 7 điểm. Run file. Đây, kết quả nằm bên này. Thoát chương trình, nhập, mình chọn số 1. Nó sẽ in ra một cái câu. Đây. Chọn số 1 là nó in ra cái câu. Nhưng mà tại vì nó dính liền với chữ menu cho nên mình không thấy. Vậy nên ở bên này mình nên đặt cái chữ menu ở phía trên để cho dễ thấy. Còn có nhiều bạn thì xuyên kẻ khung vô. Đó, có nhiều bạn xuyên kẻ khung vô. Rồi, ví dụ chúng ta để chỗ này là chữ menu. Đó, có nhiều bạn thì kẻ khung vô. Được chưa? Rồi, có một bạn làm như thế này thông minh lắm rồi mấy em. Thầy nói thêm về cái phần chuỗi luôn nha. Ở chỗ này bạn không để là print line mà bạn sử dụng print f. Bạn sử dụng print f. Và chỗ này bạn sẽ truyền vào một cái như thế này, phẩy, chỗ này bạn sẽ để là phần trăm s, phần trăm s,
một cái dấu gạch đứng và bạn để chỗ này là 30. Đó, bạn thêm cái này vào. Rất hay. Và chúng ta xài nó là phần trăm S nha, chứ không phải là phần trăm print line, chứ không phải là print print S, chứ không phải là print line nữa. Rồi, thầy thử ba cái thôi để các bạn thấy có sự khác nhau gì nhé. Thử ba cái. Rinh lại. Nếu mà 30 không đủ thì mình cho thêm. Thiếu xuống dòng. Thiếu xuống dòng cho nên nó chưa xuống. Mình thêm cái dấu xuống dòng cái. Chỗ này print F xong. Xịt N. Xịt N. Xịt N. Có nhiều bạn thì cách 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 ra để canh. Nhưng mà có nhiều bạn thì làm rất là hay. Đây. Thấy không? Đó. 30, 30 là chưa đủ. Ra đến đây chắc là phải 7 80 ha. Đó. Như vậy thì chúng ta chỉ cần thay đổi chỗ này chút xíu thôi. Không, chọn chức năng không để hết. Rồi chỗ này chúng ta để thành 80 đi. Tí nữa dài quá thì chúng ta bớt lại. Rồi chúng ta copy cái này xuống. Đó. Chúng ta copy xuống. Thay nguyên cái đoạn này luôn. Nhanh, đúng không? Làm vậy cho nó nhanh. Đó. Rồi, chúng ta chạy lên lại. Tám mươi hơi dài đúng không? Tám mươi hơi dài. Cho nhỏ lại. Chỗ này mình đang canh trái, mình đang canh phải nè. Nếu như cần thì mình muốn canh trái thì mình sửa lại tí xíu. Canh phải thì sửa lại tí xíu. Rồi. 80. Nghĩa là 60, 50 đi. Được chưa? Thì các bạn sẽ chỉnh mấy cái này. Phần trăm 50S. Phần trăm S là gì ta? Là chuỗi. Là chuỗi string 50 là chừa 50 ký tự để xuất cái chuỗi này ra. Và nó đang canh là canh phải. Mình muốn nó canh trái thì mình thêm dấu trừ vô. Được chưa? Mấy cái này đôi khi là nó không quan trọng, cho nên là giáo viên ít chú ý để mà chú ý cho các bạn chỗ này. Đó, như vậy mình đã có được cái menu mà nó có gạch luôn nè. Mình thêm mấy ký tự nữa là nó thẳng là đẹp nè. 50 khoảng cỡ 60 là đẹp. Được chưa? Như vậy là ổn rồi. Như vậy sau khi mà bạn có 60 rồi thì cái này bạn ra chút nữa. Này là phần trình bày thôi. Ra chút nữa. Rồi ở dưới này. System out. Đó, ví dụ như vậy. Rồi tạm thời như vậy ha. Menu nó xấu gì nữa thì mình cũng không có sửa nữa. Nó vậy thôi. Rồi chạy lại. Bây giờ mình vô mình viết code cho nó. Rồi tạm thời các bạn thấy là nó canh rất là để ok. Rồi chọn chức năng. Ví dụ như mình chọn chức năng 1.
Chọn chức năng 1 thì nó xuất cái câu thông báo nè. Xong rồi nó chạy lại menu. Chọn chức năng 2, xuất câu thông báo. Chức năng 3, chức năng 4, chức năng 5, 6, 7, 8, 9, 0, thoát. Rồi như vậy chúng ta làm ở giai đoạn 1. Bây giờ giai đoạn 2 thì người ta yêu cầu thêm gì nữa? Giai đoạn 2 yêu cầu thêm gì nữa? Giai đoạn 2 thì trong này người ta nói là khai báo lớp nhân viên, là có mã nhân viên, họ tên, lương, thu nhập, thuế thu nhập, thông tin, xuất thông tin. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ khai báo lách nhân viên. Đó, mình sẽ làm thêm một cái lách nhân viên ở trong cái bài của mình. Package. Đây, mình click chuột phải. New class nhân viên. New class nhân viên. Finish. Thì trong cái class nhân viên này chúng ta có gì? Thì chúng ta sẽ hỏi thử là đối với là nhân viên chúng ta quản lý thông tin gì? Có mã nhân viên kiểu string. String mã nhân viên. Rồi có tên nhân, họ tên kiểu string. Họ tên kiểu string. Có lương kiểu double. Lương kiểu double. Rồi mình sẽ xây dựng phương thức get thu nhập, get thuế thu nhập và xuất thông tin. Bây giờ cái thu nhập này mình có biết được là bao nhiêu không? Trong này người ta có mô tả không? Người ta có mô tả thu nhập là gì không? Vậy thì làm sao đây? Làm sao để mình biết được là thu nhập là bao nhiêu? Trong cả cái phần này có mô tả gì đến thu nhập không? Sinh viên nhận xét giai đoạn 1, 2 làm bài chất lượng. Ok, cái này là về đánh giá. Rồi, chỗ này không có nói gì về thu nhập. Như vậy cái đề này là đề mở, mình có thể tự nghĩ ra đối với công ty thì cái thu nhập nó sẽ như thế nào. Đó, thuế thu nhập được tính theo phương án tích lũy tiến. Dưới 9 triệu, từ 9 đến 15, trên 15 triệu thì bắt đầu chúng ta thấy là nó có liên quan đến thu nhập ở đây. 9 đến 15 triệu, trên 15 triệu. Như vậy thì mình sẽ cho một cái phương thức ghép thu nhập, tức là mình lấy thu nhập ở từ bên ngoài. Đó, lấy thu nhập mình đưa vào. Thì ra nhân viên, sắp xếp nhân viên, đặt vấn đề. Như vậy ở chỗ này người ta không có nói rõ ràng gì là thu nhập hết, cho nên là chúng ta sẽ tự cho ở chỗ này get thu nhập là làm cái gì. Đó, mình cho một cái phương thức là get thu nhập. Get thu nhập nó có kiểu là double. Get thuế thu nhập, thuế thu nhập thì nó có ha, nó có. Như vậy get thu nhập ở đây, get thu nhập kiểu double. Kiểu double. Mình làm gì chỗ này? Mình sẽ return lương. Rồi sau đó mình có thể là tính kiểu khác. Đó, get thu nhập. Thu nhập thì chỉ có lương thôi, bây giờ tạm thời là như thế. Thì sau này mình muốn thu nhập là cái gì thì mình sẽ thêm vào. Còn tại thời điểm này thì mình để là get thu nhập là lương thôi. Được không? Tại vì chưa có gì hết mà, mình chưa biết phải làm gì hết. Thì tại thời điểm này cứ thế đã. Rồi, như vậy thì trong một cái class đó, bạn nên có hai cái để mà thiết lập truy cập cho thuộc tính và phương thức. Vậy thuộc tính chúng ta nên đặt nó là truy cập kiểu gì? Ở lớp các bạn thì giáo viên đặt chữ gì chỗ này? Public hay private? Đối với cái thuộc tính thì chúng ta nên đặt nó là private ha, với các thuộc tính.
là đặt private. Rồi, đối với phương thức thì chúng ta đặt nó là public. Phương thức đặt nó là public. Như vậy, khi mà các bạn đặt cái thuộc tính là private thì các bạn chèn thêm cho thầy, chèn thêm cho thầy những cái code liên quan là code gì? Get và set. Get và set. Như vậy thì những cái thuộc tính nó là private, nó chỉ được sử dụng bên trong class. Nhưng ở bên ngoài class thì chúng ta thông qua get và set. Đó là cách mà triển khai một cái class một cách hoàn chỉnh ha. Chúng ta đặt ở đây là private và chúng ta chèn thêm các cái này vào get. Tại vì khi mà chúng ta viết, chúng ta đóng gói, chúng ta đưa cho khách hàng xài, hoặc chúng ta bán cái class của mình đi, thì người viết á, người ta không muốn cho những người khác sử dụng biết trong lớp của mình có bao nhiêu cái thuộc tính. Nếu như người ta biết hết, người ta có thể khai thác hết 100% cái class của mình, và người ta có thể dùng cái class của mình biến nó thành cái của người ta. Thì người viết người ta không muốn như vậy. Cái gì cần đưa ra thì đưa, cái gì không cần thì thôi. Như vậy trong những cái thuộc tính này có một số thuộc tính mà người ta cũng không muốn đưa ra ngoài nhìn thấy luôn, thì người ta bỏ luôn cả cái get và set này luôn, là cái thuộc tính đó chỉ xài nội bộ bên trong thôi. Mà nếu mà một cái class như vậy á, mà người ngồi kế thừa thì cũng chỉ xài được những cái gì thấy thôi, còn cái mà ẩn bên trong là chịu, không biết. Không biết thì không thể khai thác hết được. Đó, cho nên là bảo toàn được cái tính năng bảo mật cho cái class của mình thì tốt nhất là mình để private. Rồi, ok. Rồi, làm gì nữa? Đối với lại cái tiếp theo là mình có tiếp thị. Tiếp thị thì mình khai thêm doanh số và hoa hồng. Và bây giờ thu nhập của mình bắt đầu có khác rồi đây. Thu nhập của mình có khác. Được chưa? Thu nhập của mình có khác. Như vậy thì đối nhân viên tiếp thị, mình sẽ tính lại thu nhập cộng lương, lương cộng doanh số cộng hoa hồng. Có phải là tiếp thị thu nhập có 3 phần không? Nhân viên nó mà mỗi lương à. Như vậy hồi nãy mình ghép thu nhập là lương. Đó, như vậy tí nữa mình làm đến tiếp thị thì mình sẽ viết lại thu nhập. Đối với trưởng phòng chỉ có tiền trách nhiệm thôi. Cho nên thu nhập của ông trưởng phòng này có gì? Có lương và tiền trách nhiệm. Được không? Như vậy mỗi cái class chúng ta sẽ viết lại. Bây giờ chúng ta get thuế thu nhập sẽ được tính làm sao? Get thuế thu nhập được tính làm sao? Ở trên này người ta hướng dẫn mình tính thuế thu nhập nè. Lũy tiến dưới 9 triệu không đóng thuế. Từ 9 đến 15 triệu đóng 10%. Thì chỗ này chúng ta sẽ thể hiểu như thế này. Nếu người ta 10 triệu, người ta đóng bao nhiêu tiền mấy em? 11 triệu đi, cho nó gì? À 10 triệu thì đóng 1 triệu á hả? Nhiều vậy? Nhiều á. 10 triệu đóng 1 triệu cũng được, nói chung tính vậy cho nó dễ hiểu. Trên 15 triệu thì đóng 12% cũng được đi. Vậy đi cho nó dễ hiểu. Bởi vì cái đề này người ta không có nói rõ ràng lắm. Nếu người ta nói tính lũy tiến nè, tức là 9 triệu đầu tiên người ta không tính thuế, chỉ có từ 9 đến 15 triệu mới đóng 10%, thì cũng là một cách hiểu. Được chưa? Đó cũng là một... Vậy nha, hai anh đấy còn ai, anh nào gửi bài sẽ không nè. Gửi bài đi làm. Bài hàng. Bài ăn. Bài đi làm. Rồi, như vậy thì tùy theo cách hiểu. Nếu mà hiểu là 9 triệu không đóng mà 10 triệu là đóng, thì 10 nhân 10% là 1 triệu cũng được. Thôi, hiểu vậy đi cho nó dễ.
Còn nếu mà mình muốn làm cho nó ok thì 9 triệu không đóng, 10 triệu là chỉ đóng 10% của 1 triệu thôi. Đó là một cách tính. Đó, là 100 ngàn thôi. Ok. Rồi chỗ này mình sẽ ghép thuế thu nhập. Mình viết thêm một cái phương thức ở đây. Click double. Get thuế thu nhập. Get thuế thu nhập. Get thuế thu nhập thì mình sẽ lấy thu nhập để mình kiểm tra. Nếu như this.get thu nhập mà nhỏ hơn 9 triệu. 9 triệu. 1 2 3 1 2 3 thì return gì? Không đóng thuế. Đúng không? Return không. Return không. Nếu thuế thu nhập nhỏ hơn 9 triệu return không. Còn không bị báo lỗi gì đây? Nếu this chấm get get thu nhập mà nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 15 triệu. 1 2 3 1 2 3 thì return. Return cái gì? Chấm get thu nhập nhân mấy? 10% là nhân mấy mấy em? 0 à 0.1. Còn không thì return. Return nhân 0.12. Đó. Return 0. Không thể convert to double. Ok, khó chịu ha. 0.0. Rồi, tiếp tục. Như vậy là mình xong nhân viên rồi. Bây giờ mình sẽ qua một cái tiếp theo. Mình new một cái class. Mình new một cái class là tiếp thị. New class tiếp thị. Tiếp thị này sẽ được kế thừa từ nhân viên. Trong này chúng ta sẽ có thêm hai cái thuộc tính. Tiếp thị có thêm hai thuộc tính, đó là doanh số và thuê học. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ doanh số doanh số thuê học. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái này. Như vậy thì get thu nhập mình sẽ phải viết lại ha. Như vậy get thu nhập mình sẽ viết lại đối với lại tiếp thị và nhân viên, tiếp thị và trưởng phòng. Như vậy mình sẽ có public bubble get thu nhập. Viết lại. Viết lại thì dùng từ khóa gì ta? Return this chấm lương. This chấm. À, this chấm lương không có. Vậy thì mình sẽ dùng gì? Dùng gì để mình lấy được cái bên kia ta? Cái lương bên kia. Dùng gì để lấy được cái lương? Dùng từ khóa super chấm get lương cộng với this chấm this chấm doanh số cộng với this chấm
khoa học. Như vậy thì lương của các bạn này được tính, thu nhập của bạn này được tính khác. Nhưng chỗ này chúng ta viết lại, cho nên chúng ta dùng từ khóa override vào đây. Dùng từ khóa override vào đây. Vì phương thức get thu nhập này là chúng ta viết lại cái phương thức get thu nhập của nhân viên. Get thu nhập của nhân viên. Ha, chúng ta viết lại, cho nên chúng ta phải dùng cái từ khóa override. Như vậy đến đây cái lớp tiếp thị là chúng ta đã viết xong. Còn gì nữa không? Chúng ta sẽ viết qua lớp trưởng phòng. Trưởng phòng. New một cái class mới. Trưởng phòng. Và tương tự như vậy, trưởng phòng chúng ta cũng kế thừa từ nhân viên. Trưởng phòng thì chúng ta lại có một cái thuộc tính mới, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm. Và tất nhiên tại chỗ này chúng ta cũng viết lại cái phương thức get thu nhập cho cái ông trưởng phòng. Tại chỗ này chúng ta cũng viết lại cái phương thức get thu nhập cho ông trưởng phòng. Chúng ta sẽ override cái phương thức get thu nhập. Get thu nhập cho ông trưởng phòng. Get thu nhập thì thu nhập cái gì? Return super chấm get lương cộng với trách nhiệm. Cộng với trách nhiệm. Như vậy chúng ta đã có thu nhập của ông trưởng phòng. Giải quyết đến đây kịp không mấy em? Có gì cần hỏi ở đây nữa không? Nhân viên, tiếp thị, trưởng phòng. Ok chưa? Rồi bây giờ mình đi tiếp. Mình quản lý cái gì? Xây dựng một cái array list có kiểu là nhân viên để nắm giữ danh sách nhập từ bàn phím. Như vậy thì mình sẽ nhập vào một số nhân viên và làm gì? Và mình sẽ đưa vào một cái array list, nhập vào một số nhân viên và mình đưa vào array list. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái array list trong cái chính của mình. Chúng ta khai báo một cái array list ở đây. Vậy chúng ta khai báo array list đó ở đâu? Theo các bạn thì nên khai báo ở đâu? Khai báo ở đâu nào? À, ngoài main. Ngoài main cũng được, trong main cũng được. Nếu như mình khai báo trong main thì các phương thức mà mình xử lý ở dưới đó, nhập hoặc xuất á, ví dụ như mình chọn chức năng 1 là nhập danh sách nhân viên, thì ở trong cái phương cái function mà nhập đó, mình truyền vào một cái mảng. Như vậy lúc này chúng ta thao tác trên mảng ha, thì mình không cần phải tạo biến cục bộ. Như vậy mình tạo trong main đi. Tạo trong main đi, thử coi sao. Có nhiều cách để quản lý ha. Không nhất thiết là chúng ta phải trong hay ngoài, nhưng mà tùy theo cách người làm. Nhân viên mình để là array list nhân viên bằng new array list rồi chúng ta có một cái array list và nó nói là thiếu import array list, chúng ta import vào. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi nhập ha, tạo chức năng nhập để mình gọi ở đây nè, gọi ở đây nhập vào danh sách nhân viên. Bây giờ xuống dưới này, các bạn khi viết các bạn nhớ chỗ này cho thầy cái chữ and main để làm gì ta? Để khi mà mình chạy chương trình nó dài quá đó, mình phải biết cái dấu này là dấu cuối của main, được không? Bây giờ mình viết một cái chương trình nhập danh sách nhân viên, hay còn gọi là bài 1 câu 1 yêu cầu 1 gì đó tùy mình.
Như vậy thì hồi nãy thầy nói rồi, bình thường các bạn làm nhập danh sách sinh viên thì các bạn chỉ làm như vậy thôi, không truyền tham số vào, không truyền tham số vào. Nhưng khi mà thầy khai báo ở bên trong, ở Relic ở bên trong, thì các bạn truyền cho thầy một tham số vào đây. Truyền cho thầy một tham số vào đây ở Relic, được không? Cái ở Relic nhân viên này và ở Relic nhân viên này là không có bà con họ hàng gì hết nha, không liên quan gì hết nha. Hiểu chỗ này không? Ví dụ như chỗ này mình khai báo số 2 cũng được, nhưng mà để dạy á, cho mình dễ nhớ thôi chứ không có gì hết trơn. Hai đứa này không họ hàng gì hết, giống như một đứa tên Nam con của ông Hồng, một đứa tên Nam con của bà Hương, hai ông bà này không liên quan gì với nhau hết nha. Rồi bây giờ mình vô mình nhập danh sách nhân viên. Vậy thì khi nhập mình cũng quay trở lại cái chương trình là nhập cho đến khi nhập chữ K thì kết thúc, được không? Nhập cho đến khi chữ K là kết thúc. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ viết chương trình nhập do while, do while. Và chúng ta trong chương trình này các bạn tạo cho thầy một cái scan. Có nhiều bạn thì tạo scan chung, nhưng mà thầy thì thầy thường hay tạo scan riêng. Scan system. Rồi trong này thầy sẽ hỏi là có tiếp tục không, có nhập tiếp không. Cái này là ở các cái bài trước rồi, thầy không có giải thích nhiều nha. Thầy cứ ghi, nếu mà các bạn cảm giác khó thì các bạn hỏi lại, còn không thì thầy nghĩ rằng nó quá bình thường, giáo viên cũng đã làm cái này với các bạn là khá nhiều lần rồi. Rồi, thấy có quen thuộc không? Cái phần mà hỏi có tiếp tục không này có quen không? Quen không mấy em? Rồi, vô tiếp đầu tiên, mình coi nhập cái gì? Nhập tên, nhập mã nhân viên, nhập tên, nhập lương. Đó, như vậy mình có ba cái mã nhân viên, tên và lương. Như vậy để ở trên này mình khai báo, mình khai báo những cái gì cần thiết ha. Đây, mình có là string mã nhân viên, string mã nhân viên. Mình đưa ra câu thông báo cái đã chứ. Mã nhân viên, mã nhân viên. Rồi xuống đây mã nhân viên scan chấm netline mã nhân viên. Tương tự như vậy thầy sẽ tạo ra một cái tên nhân viên, tương tự thầy nhập cho lương. Tên nhân viên và chỗ này là tên nhân viên, và xuống này thầy ghi là lương. Lương nhân viên đi ha. Lương nhân viên thì nó là kiểu double. Rồi, như vậy lương nhân viên thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng ép kiểu luôn nhé. Ép kiểu để nhập vô nó không có bị trôi lệnh ở các lệnh dưới. Mình đã có như vậy rồi thì mình hỏi thử là ở đây mình đang muốn quản lý cái gì ta? Tiếp thị và nhân viên, đúng không? Ở Relic để nắm giữ danh sách nhân viên là tiếp thị hay là nhân viên? Bổ sung mã nguồn cái giai đoạn 1 để thực hiện quản lý nhân viên hành chính là có tiếp thị hay là trưởng phòng? Đó, mình tạo hai cái. Nếu tiếp thị thì mình nhập thêm doanh số và hoa hồng, còn nếu trưởng phòng thì mình nhập thêm trách nhiệm, được không? Đó. Rồi như vậy chỗ này mình hỏi thử là nhân viên này là tiếp thị hay là trưởng phòng.
mình gọi là chức vụ đi ha, mình gọi là chức vụ, chức vụ. Rồi vậy ở chỗ này mình sẽ có cái biến là chức vụ, chức vụ là mình ghi sao để cho nó dễ nhập đây. Chức vụ 1 là trưởng phòng, hoặc là 2 là nhân viên đó, mình nhập 1 hoặc 2 cho nó dễ nhập đúng không đó, mình nhập vô chức vụ 1 hoặc 2 để cho người ta biết đường người ta nhập. Chức vụ xịt N xịt T, chỗ này mình cũng xịt N xịt T đi để cho nó dễ thấy, xịt N xịt T. Mấy bác biết để làm gì không ta? Chức vụ xịt N xịt T, xịt N xịt T, chỗ này chức vụ của nhân viên, xịt N luôn để cho mình chọn cho nó dễ. Rồi bây giờ chức vụ mình sẽ đưa vô đây một cái biến in chức vụ bằng integer chấm bạc in skin chấm net 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 line. Rồi mình đã nhập được chức vụ. Xuống đây mình sẽ kiểm tra gì? Nếu chức vụ bằng 1 thì mình đang nhập trưởng phòng đúng không? Thế chức vụ bằng 1 mình đang nhập trưởng phòng. Thì trong này mình sẽ khai báo thêm trưởng phòng nè, chức vụ 1 là trưởng phòng nè. Mình khai báo thêm trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ bằng mình sẽ đưa ra câu thông báo là nhập trách nhiệm, tiền trách nhiệm. Rồi trách nhiệm sẽ bằng scan chấm batch rồi đến lúc lỗi rồi mấy em ơi, tự nhiên đang chạy rồi bây giờ cái là chạy cái là nó không ra, để tắt cái mở lại nha mấy em. Rồi lâu lâu nó bị vậy đó, không biết làm sao luôn. Mấy mấy em có khi nào bị vậy không? Thầy thấy sinh viên lớp thầy có bạn cũng bị vậy, lâu lâu cái bị vậy. Ừ chắc nó cũng đuối. Giờ nó sắp đuối rồi. Mấy thầy chạy từ sáng sớm đến giờ này luôn mà chưa tắt luôn. Mà thường đến giờ nóng nóng này nó mới hay bị. Mấy bạn có thường mấy bạn sẽ cố gắng làm sao mà suy nghĩ là cái đó, lệnh đó là cần để làm cái gì, triển khai cái đó ra làm sao đó, thì các bạn sẽ dễ viết lắm. Các bạn đặt càng nhiều câu hỏi với chính mình là các bạn càng dễ viết. Rồi double chấm bạc
chắc chả. Đấy, 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 đấy. Bây giờ kể cả mà thầy gõ luôn nó cũng không ra nữa đó. Gõ đầy đủ nó cũng không ra nữa. Buồn vui lẫn lộn rồi. Mấy bạn viết đi, trong lúc mà máy của thầy có vấn đề chút thì bạn viết đi, chứ không là theo không kịp á. Nếu cần thiết thì chắc thầy phải khởi động lại cái máy ảo quá. Muốn mình giải lao tí xíu. Các bạn code lại coi có vướng gì thì hỏi nha. Tại sao mình làm cái phương thức đó? Tại sao mình phải khai báo cái thuộc tính đó? Và thuộc tính đó kiểu là gì? Rồi mình viết cái phương thức đó nó có kết quả trả về mình có lấy không? Rồi mình viết cái phương thức đó mình có đưa vào cái gì hay không? Đó, tất cả những cái đó các bạn cố gắng đặt ra câu hỏi. Mình đặt ra càng nhiều câu hỏi thì mình sẽ càng dễ làm. Càng nhiều câu hỏi thì càng dễ làm. Có bao nhiêu bạn tham gia Meet vậy? À, cũng ít ha. Lớp học chất lượng cao, ít bạn. Hy vọng là lock out ra rồi nó sẽ không có bị lỗi nữa ha. Rồi chat có vấn đề. Ok. Person. Rồi, hy vọng là ổn rồi. Chuyện gì ta? Bỏ tiếng Việt luôn rồi mà. Đâu còn tiếng Việt, tiếng gì nữa đâu. Scan chấm Netbook. Enter. Hay quá. Rồi, chúng ta đã có trách nhiệm. Như vậy đối với trưởng phòng đủ chưa? Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì các bạn sẽ làm một việc. Các bạn sẽ làm một việc. Bây giờ bắt đầu nè, mình phát sinh vấn đề mình mới quay lại mình viết, bởi vì thầy đang đóng vai là các bạn chứ không phải là thầy. Cho nên hiện nay mình sẽ tạo ra
một cái biến nhân viên, nhân viên là SV NV bằng new, new gì, new trưởng phòng, new trưởng phòng đó, new trưởng phòng, nhân viên new trưởng phòng. Trưởng phòng có không vậy? Trưởng phòng nếu mà new như vậy á thì đâu có ý nghĩa, đúng không? Thì mình phải làm gì ta? Mình phải làm gì? Ở bên trưởng phòng này mình phải làm gì? Tạo phương thức contractor. Đó, như vậy thì mình phải bắt đầu từ nhân viên nha. Tạo, bắt đầu phương thức khởi tạo. Phương thức khởi tạo cho nhân viên, chúng ta sẽ insert code contractor không đối số. Nhớ chỗ này, khi mà chúng ta insert contractor thì chúng ta phải insert cả không đối số và có đối số. Rồi, như vậy chúng ta đã insert được từ từ nhân viên cái phần khởi tạo. Bây giờ đến tiếp thị, tương tự như vậy chúng ta cũng insert contractor không đối số và insert contractor có đối số. Đó, insert contractor có đối số. Như vậy nó có là doanh số Huê Hồng. Mình đưa hai cái này ra phía sau đi ha. Mình đưa hai cái này ra phía sau thì nó hợp lý hơn. Như vậy thì sẽ có là mã nhân viên, tên nhân, họ nhân viên, lương, phẩy, doanh số Huê Hồng. Đó, như vậy thì nó hợp lý hơn. Rồi, tiếp tục trưởng phòng. Chúng ta cũng khởi tạo ở đây. Insert code không đối số và insert code có đối số. Có đối số. Rồi, tương tự như vậy, cái trách nhiệm này chúng ta đưa ra sau đi. Trách nhiệm chúng ta đưa ra sau. Đó, nhìn nó sẽ dễ nhìn. Rồi, bây giờ ở bên này, khi mà chúng ta khởi tạo nhân viên thì chỗ này các bạn sẽ khởi tạo cái gì? Nhân viên này chúng ta sẽ khởi tạo thứ nhất là mã nhân viên, họ tên, lương, trách nhiệm. Rồi, như vậy mình sẽ đưa vô đây mã nhân viên, mình lấy ở trên này nè, là mã nhân viên, mã nhân viên phải tên nhân viên, tên nhân viên phải lương nhân viên phải trách nhiệm. Đó, mình khởi tạo cho cái biến nhân viên trách nhiệm thiếu chữ y. Nếu mà người ta chọn số 1 thì mình chọn như vậy. Mình đã nhập xong nhân viên trưởng phòng. Còn không, còn không thì chúng ta coi như là nhập đúng, chỉ có 1 và 2 thôi nha. Còn nếu mà người ta nhập 3 là chuyện khác. Còn không, nếu mà bạn muốn kiểm tra là 3 thì bạn sẽ làm cái vòng lặp while để cho người ta nhập. Nếu 1 thì làm, 2 thì làm, 3 thì yêu cầu nhập lại. Nhưng mà thôi, bây giờ tạm thời mình chấp nhận coi như nhập đúng. Thì chỗ này mình sẽ thêm, copy cái này. Đối với lại tiếp thị, đúng không? Tiếp thị thì chúng ta sẽ có là tiền gì ta? Tiếp thị thì có tiền gì? Tiền doanh số và tiền Huê Hồng. Tiền doanh số. Tiền doanh số thì chỗ này mình sẽ để là doanh số. Doanh số. Rồi, chưa có add liền đâu, đúng không? Mình sẽ
nhập thêm một cái là huê hồng nữa, tiền huê hồng. Rồi xuống đây, huê hồng. Và chỗ này mình nêu không phải là nêu trưởng phòng, mà nêu gì? Tiếp thị. Vậy mình nêu tiếp thị thì nó sẽ có tiếp thị nè: mã nhân viên, họ tên, lương, doanh số và huê hồng. Đó, doanh số và huê hồng, mã nhân viên, tên, lương nhân viên, doanh số và huê hồng. Như vậy mình đã tạo được rồi. Vậy ở đây nè, trong quá trình này là mình mới tạo thôi, nhưng mà mình chưa add vào, chưa add vào array. Vậy sau khi mình tạo xong đó thì các bạn sẽ dùng để add vào array. Chỗ này chúng ta sẽ có arr nhân viên chấm add nhân viên, nhân viên gì đây, được không? Có add chỗ này được không? Không có, đây có gì đâu add. Vậy mình đưa cái này vô trong nhé, add nhân viên ở đây đó, add nhân viên là nv, add nhân viên vào. Và tương tự sau khi mình nhập nhân viên tiếp thị thì mình cũng dùng array nhân viên chấm add nhân viên nv vào, và chúng ta đã nhập được danh sách nhân viên, nhập được danh sách nhân viên. Như vậy chúng ta sẽ gọi cái hàm này vào đây, nhập danh sách nhân viên, và chúng ta truyền tham số vào là cái gì ta? Truyền tham số vào là cái này nè, array list nhân viên. Đó, truyền tham số vào là cái này. Vậy truyền tham số vào nó đang báo nè, nên static. Đó, thì mình thêm vô đây chữ static vô đây, được chưa? Static, static array, public static. Tại sao lỗi chỗ này, nên static. Nhập danh sách nhân viên, nhập danh sách nhân viên, danh sách nhân viên. Ủa mình bị sai hả? Dưới này không, nhập danh sách nhân viên, array list nhân viên đâu rồi? Array list nhân viên bằng new array list nhân viên. Nhập danh sách nhân viên rồi, ok. Bây giờ mình xuất ha, mình gọi một cái hàm xuất danh sách nhân viên để mình dễ thấy. Sau khi nhập xong thì mình xuất, xuất danh sách nhân viên. Rồi mình làm một cái phương thức là xuất danh sách nhân viên.
Rồi, phát sinh vấn đề gì nữa đây? Mình sẽ lấy một cái nhân viên để mình for trong cái mảng nhân viên. Mình sẽ làm thử ha, dùng for. For này for gì ta? For at nhân viên chạy trong cái array nhân viên. Rồi, làm gì nữa? Xuất nó ra. Xuất nó ra. Như vậy xuất ở đây chúng ta sẽ xuất nhân viên, chúng ta chưa có cái menu, cái phần xuất nè. Được chưa? Chúng ta sẽ xuất ra. Public xuất. Public xuất. Chúng ta sẽ có thông tin được gọi gì? Họ tên, đưa ra mã nhân viên. Mã nhân viên chúng ta cộng với chấm mã. Rồi chúng ta xuất tiếp tên nhân viên cộng với list chấm tên nhân viên. Bên này mình có còn xuất gì nữa không ta? Chấm họ tên. Bên này mình còn xuất gì nữa không? Lương. Bên này còn lương. Ok. Lương cộng với lương. Rồi, mình xong cái xuất. Bây giờ đến phần tiếp thị. Mình viết lại cái phương thức xuất. Viết lại phương thức xuất. Vậy thì mình sẽ gọi super super chấm xuất. Tôi để cho nó xuất mấy thông tin kia. Còn ở bên này mình chỉ cần xuất thêm cái gì? Nếu như bạn này là tiếp thị thì xuất theo doanh số, xuất thêm cái phần doanh số chấm doanh số, xuất thêm cái phần thuê hồng. List chấm thuê hồng. Rồi ở bên kia nó có một cái thu nhập và nó có một cái thuế thu nhập, cái đó là cái chung. Mình có thể xuất bên này luôn, mã nhân viên tên nhân viên thu nhập. Thu nhập cộng với list chấm get, get thu nhập. Thuế thu nhập. Chúng ta cộng với list.get thuế thu nhập. Rồi. Đó là xong phần tiếp thị. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ override cho trưởng phòng về cái phương thức xuất. Về phương thức xuất. Xuất ở đây thì nó có trách nhiệm x chấm trách nhiệm. Và cái dưới này chúng ta không có. Rồi, bây giờ đối với lại cái xuất chúng ta thử nha. Chúng ta thử. Hả? Có. Được. Nghe rõ lắm.
hai phòng, rồi ý là không nghe thì dục đi rồi chúng ta lấy nhân viên chấm xuất thử coi nó ra cái gì nha. Chúng ta nhập xong rồi, bây giờ chúng ta thử chạy nè, chúng ta thử chạy nè. Vậy chúng ta sẽ chọn cái đây, xuất danh sách ra màn hình, chúng ta chọn xuất danh sách nhân viên chấm phẩy, rồi chạy thử nha. Nhập danh sách và xuất danh sách. Chọn chức năng số 1, mã nhân viên mình chọn là A, tên nhân viên A, lương 5 triệu 1 123 123. Rồi nhân viên này là trưởng phòng hay là nhân viên, chức vụ của mình là trưởng phòng hay là nhân viên. Như vậy thì mình chọn là trưởng phòng thì sẽ hỏi tiết tiền trách nhiệm là bao nhiêu, ví dụ mình cho là 800. Rồi tiếp tục hay không, enter. Mã nhân viên B, tên nhân viên B, lương 10 triệu 1 123 123. Rồi hỏi là nhân viên hay trưởng phòng, mình chọn số 2 thì tiền doanh số 1 700 123 500 12 123. Rồi không, mình đã quay lại. Rồi bây giờ mình chọn cái số 2, đây chọn số 2. Như vậy nhân viên A thu nhập thuế thu nhập 8 triệu, thấy không, thấy hay không, năm lương là 5 triệu nè, phụ cấp 800 nè, là 5 triệu 8 nè. Đó, 5 triệu 8 là thu nhập dưới 9 triệu cho nên là thuế là không. Bạn này là mã nhân viên là B, thu nhập nó lớn cho nên nó ghi ra E. Chỗ này thì mình xử lý bằng cách nào ta? Xử lý bằng cách nào? Lương cũng E. Như vậy 10 nãy thầy để 12 triệu đúng không? 11 triệu, 12 triệu gì đó. Xong rồi cộng với 700 cộng với lại 500 thì nó ra mức lương cao. Như vậy các bạn thấy là mình lấy nhân viên chấm xuất nhưng mà nó gọi được thằng trưởng phòng, nó gọi được thằng tiếp thị, hay là chỗ đó đó mấy em. Kế thừa nó hay là chỗ đó. Thấy không? Thấy rất hay. Như vậy thì cái chỗ này mình xuất mấy cái này, mình ép kiểu qua mình ép nó qua để cho nó xuất cho đúng chuẩn. Như vậy thì mình kiểm tra mấy cái chỗ xuất nha, kiểm tra mấy cái chỗ xuất. Thứ nhất là nhân viên xuất thuế thu nhập thì chỗ này mình sẽ là print ép thu nhập, chỗ này phần trăm gì ta, phần trăm gì nhớ không, phần trăm F, và mình sẽ ghi là chấm không. Đó, chấm không, chỗ này sẽ là phẩy và nhớ xuyệt N cho nó xuống dòng, xuyệt N cho nó xuống dòng. Tương tự như vậy chỗ này chúng ta cũng print F thuế thu nhập phần trăm chấm không F phẩy thuế thu nhập nhớ xuống dòng xuyệt N. Thuế thu nhập. Rồi lương cũng tương tự như vậy, tức là chỗ nào mà double là chúng ta đều cái này hết. Phần trăm chấm không F xuyệt N phẩy lương. Rồi bên này tiếp thị chúng ta cũng như thế, doanh số chúng ta
phần trăm F, chỗ này phần trăm không F phẩy xuống dòng nữa ha, xuyệt N F phần trăm chấm không F xuyệt N phẩy. Rồi chúng ta chạy lại thử coi nó có ok chưa. Rồi chúng ta chạy lại nhập và xuất. À, cái chỗ mà hỏi là tiếp thị hay là trưởng phòng có vẻ như nó chưa được ổn lắm. Để coi thử chỗ này tí xíu sửa lại cái này. Tiếp thị hay trưởng phòng. Đây. Tiếp thị hay trưởng phòng hay tiếp thị chứ. Mình để nhân viên sai rồi. Đó, trưởng phòng hay tiếp thị. Nếu số 1 thì trưởng phòng, 2 là tiếp thị. Chỗ này mình sẽ xuyệt N và mình ghi là chọn. Đó, mình ghi là chọn. Rồi ok, chạy nha. Chọn chức năng số 1. Mã nhân viên A, tên là A. Lương mình cho là 12 triệu 123 123. Rồi trưởng phòng số 1. Tiền trách nhiệm 500.000 12 123. Có tiếp tục không? Có. Mã nhân viên B, tên nhân viên B. Lương 15 triệu 15 123 123. Tiếp thị số 2. Doanh số 7 triệu 1 123 123. Huê hồng 600.000 123. Rồi không. Chọn chức năng số 2. Xuất danh sách ra. Bạn A thu nhập 12 triệu 500. Thuế 10%. Đúng không? Thuế 10%. Rồi lương, trách nhiệm B 26 27. Ok chưa? Như vậy chức năng nhập và xuất của mình là ổn rồi đúng không? Đó. Như vậy các bạn thấy là cái kế thừa nó hay ở chỗ là, nó rất rất hay ở chỗ là khi mình làm cái hàm mà xuất nhân viên đó, mình gọi khai báo là nhân viên, duyệt qua cái mảng nhân viên chấm xuất. Mình nghĩ là nhân viên chấm xuất thì nó chỉ xuất được họ tên, nó chỉ xuất được mã, nó chỉ xuất được lương thôi đúng không? Nhưng mà đằng này với trưởng phòng là nó xuất luôn cả cái trách nhiệm, với tiếp thị là nó xuất luôn cả cái doanh số và cái hoa hồng luôn. Cực hay ở chỗ kế thừa nha. Rồi chức năng thứ ba, tìm kiếm và hiển thị nhân viên. Tìm kiếm và hiển thị nhân viên. Chức năng thứ ba, tìm kiếm và hiển thị nhân viên theo mã. Chức năng thứ ba, tìm kiếm và hiển thị nhân viên theo mã. Static void. Tìm theo mã. Tìm nhân viên theo mã. Như vậy có hai cái quan điểm để các bạn viết chỗ này. Một là các bạn truyền cái mã nhân viên vào đây thì phía bên trong này mình không cần nhập ha. Có hai cách. Một là mình truyền mã nhân viên vào đây, phía bên trong này mình không cần nhập. Chỗ này người ta tìm và hiển thị nhân viên, có nhiều cách viết lắm. Cho nên giả sử như chúng ta tìm vô đây mới nhập, hỏi là mã là gì, tìm xong rồi xuất cũng được ha. Tìm xong rồi xuất cũng được.
Như vậy thầy làm theo cái quan điểm đơn giản nhất là vô đây hỏi rồi tìm. Rồi ok. Rồi chúng ta ở đây chúng ta sẽ có string mã nhân viên bằng scan.netline mã nhân viên. Bây giờ đi tìm nè. Tìm sao đây? Tìm sao đây? Muốn tìm là phải duyệt duyệt mãn đúng không? Đó, mình khai báo một cái biến nhân viên. Nhân viên duyệt ở đâu? Bây giờ vấn đề là cái chỗ này tìm theo mã thì mình cũng phải tìm trong mảng, cho nên đầu vào của các bạn cũng khai báo một cái mảng array list, được không? Rồi arr nhân viên, nếu tìm thấy thì làm gì? Nếu như nhân viên chấm get get mã nhân viên, mình có bằng bằng được không ta? Mình bằng bằng được không? À, phải dùng đến từ của. Rồi chỗ này mình sẽ chọn là mã nhân viên. Nếu đúng là mã nhân viên này thì làm gì? Nhân viên chấm xuất hết việc. Vậy thôi. Tìm và xuất theo mã. Tìm nhân viên, tìm nhân viên, tìm xuất nhân viên theo mã. Đó, tìm xuất nhân viên theo mã. Như vậy câu thứ 3 chúng ta đã xong. Xóa nhân viên theo mã, câu số 4. Xóa nhân viên theo mã. Từ bàn phím. Câu số 4. N tìm và xuất. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái cái hàm tìm xóa. Hồi nãy là tìm xuất, bây giờ tìm xóa nhân viên theo mã thì cũng như vậy. À, chỗ này mình thiếu một cái câu thông báo. Mã nhân viên cần tìm. Mã nhân viên cần tìm. Các bạn làm thêm cho thầy cái phần nếu không tìm thấy thì báo rằng không tìm thấy nhân viên này nhé. Còn thầy thì thầy làm vậy thôi. Phải chừa lại chút chút để cho các bạn làm. Chứ nếu thầy làm hết nó kỳ lắm. Được không? Tự làm được phần đó không? Được không mấy em? Rồi, mã nhân viên cần tìm. Chỗ này mã nhân viên cần xóa. Mã nhân viên cần xóa. Cũng là mã nhân viên luôn, cũng như vậy luôn. Nhưng mà bây giờ không phải là xuất mà làm gì? Mà làm gì? Nhân viên chấm gì ta? À, bây giờ mình sẽ arr nhân viên chấm remove remove object nhân viên đó ra. Nhớ là chỗ này nó sẽ bị lỗi thế này nè. Nếu như mình có nhiều nhân viên cùng mã, là coi cùng tên đi, giả sử mình remove bằng tên, mà bây giờ bạn để bạn for tiếp là nó bị lỗi nè. Chỗ này chắc chắn phải break nha. Lý do tại sao nó lỗi? Tại vì giả sử như nhân viên lúc đầu của mình là 5 nhân viên thì dự kiến của nó là for 0, 1, 2, 3, 4. Dự kiến của vòng for là nó như thế. Nhưng mà vô trong này mình remove mất một cái là nó còn có 4 nhân viên à. Là nó chạy 0, 1, 2, 3 đến cái thứ 4 một cái là nó hết. Nó vượt ra khỏi cái mảng là nó bao lỗi. Cho nên chỗ này bạn tìm thấy nhân viên, bạn remove một cái bạn thoát luôn.
Còn cái việc bạn xử lý, có nhiều bạn nói là giả sử như là trong công ty có 5 cái tên mà trong đó có hai cái tên trùng nhau mà người ta muốn xóa hai cái tên đó luôn thì đó là một chuyện khác nữa. Rồi, ok. Như vậy chỗ này chúng ta có thể xử lý ở cái chỗ là nếu không tìm thấy nhân viên này thì làm sao? Kiểm tra chúng ta cho là phone. Nếu như có remove được nhân viên thì kiểm tra của chúng ta thiết lập lại bằng true. Thiết lập lại bằng true. Nếu xóa được thiết lập lại bằng true. Sau vòng for mình sẽ kiểm tra, nếu kiểm tra thì xuất ra là không. Tìm thấy mã nhân viên cộng với mã nhân viên, không tìm thấy mã nhân viên này, tức là không xóa được á, không tìm thấy mã nhân viên. Ok. Rồi, mình đến chức năng thứ ba nha. Chức năng thứ ba là tìm xuất và chức năng thứ tư là tìm xóa. Chức năng tìm và xuất. ARR nhân viên tìm xuất, tìm này tìm xóa, tìm xóa. Rồi, ok. Rin file tiếng đồng hồ ha, nãy giờ nếu mà biết không thì tiếng phải không? Chọn chức năng một nhân viên A lương 12 123 123 tiếp thị doanh số 123 12 vay hồng có mã nhân viên B, tên nhân viên B lương 5 triệu 123 123 trưởng phòng trách nhiệm 1 triệu 2 rồi không. Bây giờ xuất danh sách, xuất danh sách. Rồi chọn chức năng thứ ba tìm và hiển thị, tìm mã nhân viên C, tìm tìm B đi ha, tìm B rồi có B. Chọn chức năng thứ ba tìm A có A. Chọn chức năng thứ ba tìm C không có C, không nói gì, các bạn cho nó nói giùm thầy. Chọn chức năng số 4 tìm C, nó nói rằng không tìm thấy nhân viên C. Chọn lại chức năng số 4 tìm B xong ha, không nói gì hết là xóa rồi đó. Chọn số 2 nó còn mỗi A nè, còn không thì chỗ này mình nói một cái đi, nói một cái đi để cho người ta yên tâm là đã làm rồi. Chỗ này nếu như vậy thì mình sẽ xuất ra câu thông báo, mình xuất ra câu thông báo đã xóa nhân viên. Cộng mã nhân viên. Được không? Rồi, viết hồi nãy giờ thầy viết khoảng 1 tiếng đồng hồ, gần xong rồi xem mình hai rồi đó. Mấy bạn thấy sao? Ổn không? Mai mốt mà lên mà thi mà được điểm cao là phải nhớ nghe. Rồi bàn phím. Rồi chỗ này cập nhật thông tin.
tìm nhân viên theo khoản lương, sắp xếp dễ rồi. Sắp xếp, cái này sắp xếp là mình phải nhớ đến cái gì mấy em? Collection, và viết lại cái phương thức compare to nha. Rồi nếu có thời gian thầy sẽ viết tiếp các chức năng còn lại. Còn bây giờ chúng ta đã xong chức năng 4 là một nửa đường rồi đó. Còn nửa đường ha. Chúc các bạn sẽ hoàn thành assignment 2 một cách tốt nhất. Ổn không? Nãy giờ viết ổn không? Có gì khó không em? Khi mà các bạn lập trình á, các bạn đừng bao giờ nghĩ mình sẽ là hoàn hảo, đừng bao giờ nghĩ thế. Mà cứ làm từ từ giống như thầy. Cần đến đâu viết đến đó. Sau khi mà các bạn thuần thục rồi đó thì các bạn phải có plan, có kế hoạch, có kịch bản để các bạn viết, chứ không phải viết như thế này. Nhưng mà tại thời điểm này của các bạn là sinh viên thì viết đến đâu, cần cái gì khai cái đó. Giống như hồi nãy thầy viết cái phần tiếp thị, phần nhân viên đúng không? Cái hàm xuất này lúc đầu thầy có viết đâu, nhưng mà khi có đến nhu cầu xuất thì mình phải biết quay trở lại mình viết, hiểu không em? Đó, có nhiều bạn nói là thầy ơi em không biết bắt đầu từ đâu. Nghe lời thầy, bắt đầu từ những câu hỏi. Hỏi ai? Hỏi ai mấy em? Hỏi chính bản thân mình. Hỏi chính bản thân mình. Cái này viết cái gì? Cái này nó cần quản lý cái gì? Quản lý nhân viên. Nhân viên có những thuộc tính nào? Đó, nhân viên có những thuộc tính nào và có những phương thức nào để quản lý nhân viên, thì mình tự hỏi mình thì nó sẽ ra. Cũng giống như mấy cái này thầy đâu có viết trước, cũng giống như cái hàm khởi tạo thầy cũng đâu có viết trước, khi nào cần mới viết, cái gì cần thì viết, chứ không phải là mình giỏi gì mà cái gì mình cũng viết từ đầu đến cuối. Cho nên khi mà các bạn xem lại cái video này của thầy thì các bạn cố gắng làm theo giống như tuần tự của thầy, chứ đừng có nhìn code viết từ trên xuống dưới. Viết theo những cái gì mình nhớ, cái gì mình cần, cái gì mình biết là mình viết trước, tuần tự như vậy. Đó, thì nó sẽ dễ hơn là cứ nhìn trên viết xuống, get mã nhân viên, set mã nhân viên, get họ tên, get lương, set lương. Là viết một hồi là không biết mình đang viết cái gì và tại sao mình viết nó. Quan trọng nhất là khi các bạn học thầy là các bạn học được tư duy lập trình. Mình phải tự code được, nhìn cái bài của thầy code, sau khi nghe thầy giảng là các bạn phải tự code được. Bỏ code của thầy ra, đừng có nhìn nữa. Tự mình ngồi mình nhớ lại, mình cần cái này, mình cần cái kia, mình cần cái nọ. Mình cần cái đó thì mình bắt đầu từ đâu, mình làm cái gì, thì các bạn sẽ viết rất giỏi, sau này các bạn có rất giỏi và gần như cái gì bạn cũng giải quyết được ha. Đừng đừng có một một phát mà ăn ngay, không có đâu, phải làm từ từ. Cho nên thì cái chương trình của mình nó sẽ dễ lắm, chia để trị dễ lắm em. Rồi hôm nay mình dừng đến đây nhé. Hy vọng là các bạn sẽ viết thêm những cái chức năng mới của từ 5 đến 9 và các bạn cho thì xem kết quả của các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia buổi tối ngày hôm nay. Có ai hỏi gì không? Của em nó lỗi, còn buổi nào nữa không thầy? Của em nó toàn lỗi. Thôi thì bây giờ nếu mà sửa lỗi thì rất là lâu. Bây giờ xem code của thầy đi ha. Rồi sau đó mình sẽ từ từ mình sửa. Nếu mà không sửa được thì hỏi lên group của hỗ trợ đó mấy em. Hỏi lên group group hỗ trợ này nè. Thì chắc là mọi người sẽ thiêu thờ cho chúng ta thôi. Được không? Nha. Chứ bây giờ mà thiêu thờ thì khá là khuya, thấy mọi người ở đây về hết rồi, thầy cũng đang nôn nao đây. Rồi, vậy nha.